và các bạn thân mến, trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như ngày nay, người người, nhà nhà sử dụng Internet và các thiết bị công nghệ thông tin tân tiến. Và chính điều này đã giúp cho chúng ta có thể kết nối với nhau dù bất cứ ở đâu, bất cứ khoảng thời gian nào trong ngày. Tuy nhiên, đằng sau những tân tiến ấy cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, đó chính là hacker ngày càng tinh vi và gây hại cho hệ thống thông tin toàn cầu. Trong tuần vừa qua thì có lẽ là thông tin virus có tên là WannaCry tấn công khiến hàng ngàn máy tính trên toàn thế giới bị nhiễm mã độc và có nguy cơ mất trắng toàn bộ dữ liệu, có lẽ là thông tin đáng quan tâm nhất. Tại Việt Nam vào ngày 15 tháng 5, Trung tâm Cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam, gọi tắt là VNCERT, vừa phát lệnh yêu cầu toàn quốc chặn kết nối các máy chủ điều khiển mã độc WannaCry đang gây ảnh hưởng hơn 130.000 hệ thống mạng tại hơn 100 nước trên thế giới. Đây là vụ tấn công mạng quy mô toàn cầu chưa có tiền lệ. Theo đánh giá của VNCERT thì đây là mã độc rất nguy hiểm, có thể đánh cắp thông tin và mã hóa toàn bộ máy chủ hệ thống, đồng thời với các lỗ hổng đã công bố, tin tặc khai thác và tấn công sẽ gây nên nhiều hậu quả nghiêm trọng khác. Các vụ tấn công mạng này xuất hiện dưới dạng tốn tiền. Theo đó, người sử dụng mạng sẽ không thể truy cập dữ liệu trừ phi họ trả cho tin tặc một khoản tiền ảo Bitcoin trị giá 300-600 USD mới có thể khôi phục dữ liệu cần thiết. Tại Việt Nam, đến cuối ngày 15 tháng 5, đã ghi nhận hàng trăm trường hợp bị tấn công, tuy nhiên chưa ghi nhận trường hợp nghiêm trọng. Trong một diễn biến liên quan, giới chức Mỹ vào ngày 15 tháng 5 đã xác nhận thông tin nhiều nạn nhân của vụ tấn công bằng mã độc WannaCry trên phạm vi toàn cầu đã trả cho các tin tặc khoảng 70.000 USD. Tuy nhiên, vẫn chưa có trường hợp nào được khôi phục dữ liệu sau khi trả tiền chuộc.